Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Chính phủ yêu cầu các tỉnh thành trong vùng đồng bằng sông Hồng phải chú trọng phát triển các đô thị hai bên bờ sông Hồng và các sông lớn, hoàn thiện mạng lưới giao thông hiện đại. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký quyết định số 1131 ngày 9 tháng 10 năm 2024, ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, kế hoạch đặt ra mục tiêu về phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối nội vùng, liên vùng và quốc tế, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dứt điểm một số công trình hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia có tính liên kết vùng, các dự án giao thông đô thị, các tuyến vành đai, các trục hướng tâm, hệ thống giao thông tỉnh, hình thành các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ thông tin tập trung, khu thương mại tự do nhằm tạo đột phá trong thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng của vùng. Kế hoạch của Chính phủ cũng nhấn mạnh việc đưa vùng đồng bằng sông Hồng đi đầu trong phát triển giáo dục đào tạo khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, xã hội số. Trong đó, hình thành và phát triển đồng bộ hệ thống giáo dục đào tạo từ mầm non đến đại học theo hướng hiện đại, hội nhập, hiệu quả, công bằng, minh bạch. Xây dựng vùng đồng bằng sông Hồng trở thành trung tâm giáo dục đào tạo chất lượng cao của quốc gia, khu vực và quốc tế. Đẩy mạnh liên kết giữa các lĩnh vực văn hóa, hình thành liên kết vùng, kết nối các công trình di sản văn hóa, tâm linh dọc sông Hồng theo trục Thăng Long, Phố Hiến, Tam Trúc, Bái Đính, Chùa Hương, gắn với hạ tầng giao thông kết nối vùng Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam, Ninh Bình. Đặc biệt, kế hoạch cũng nhấn mạnh đến việc chú trọng phát triển các đô thị hai bên bờ sông Hồng, trong đó tập trung phát triển hệ thống đô thị trong vùng hiện đại, thông minh, bền vững để vùng đồng bằng sông Hồng trở thành vùng đô thị lớn có tỷ lệ đô thị hóa cao và chất lượng sống tốt. Lấy định hướng phát triển giao thông công cộng làm cơ sở quy hoạch đô thị theo mô hình TOD. Cùng đó, chú trọng phát triển các đô thị hai bên bờ sông Hồng và các sông lớn trong vùng đáp ứng yêu cầu thoát lũ, phòng chống thiên tai, khai thác sử dụng hiệu quả không gian quỹ đất, phát triển các trung tâm hành chính tỉnh, thành phố để tăng cường liên kết, hình thành các chuỗi đô thị, đẩy mạnh đô thị hóa. Ngoài ra, kế hoạch cũng đề cập đến việc thực hiện đồng bộ các chính sách đầu tư các công trình hạ tầng đô thị, giảm tải ùn tắc, chống ngập cho các đô thị lớn, nhất là các thành phố như Hà Nội, Hải Phòng, thúc đẩy phát triển các đô thị vệ tinh, tiếp tục thực hiện di rời trường đại học, bệnh viện ra khỏi trung tâm thủ đô Hà Nội. Nhằm kết nối đồng bộ các đoạn tuyến đường gom, nâng cao khả năng khai thác, đảm bảo an toàn giao thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương đã đề nghị xây dựng đường gom quốc lộ 5 qua huyện Cẩm Tàng. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương vừa báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất chủ trương đầu tư dự án đường gom dọc quốc lộ 5 qua huyện Cẩm Tàng với tổng mức đầu tư dự án dự kiến là hơn 345 tỷ đồng, thời gian thực hiện năm 2024 đến năm 2026. Theo đề xuất, dự án đường gom dọc tuyến quốc lộ 5 bên phải tuyến từ ngã tư Ghẽ đi ngã tư Lai Cách km 40 cộng 240 đến km 43 cộng 870, các đoạn còn lại và từ khu đô thị thương mại Lai Cách đến hết công ty giày Cẩm Bình bên trái tuyến km 44 cộng 205 đến km 44 cộng 795. Mục tiêu đầu tư dự án nhằm kết nối đồng bộ các đoạn tuyến đường gom trên địa bàn huyện Cẩm Tàng, nâng cao khả năng khai thác, bảo đảm an toàn giao thông, cải thiện điều kiện đi lại, giảm thiểu ùn tắc và tai nạn giao thông trên quốc lộ 5, đồng thời tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong khu vực sinh hoạt và sản xuất kinh doanh, từng bước hoàn thiện hệ thống đường gom dọc hai bên quốc lộ 5, đoạn qua địa phận huyện Cẩm Tàng và tỉnh Hải Dương, góp phần thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội huyện Cẩm Tàng nói riêng và tỉnh Hải Dương nói chung. Theo phương án đầu tư, đường gom bên phải quốc lộ 5 từ ngã tư Ghẽ km 40 cộng 240 đến ngã tư Lai Cách km 43 cộng 870 gồm 4 đoạn. Cụ thể, đoạn 1 có điểm đầu giao với đường huyện 195B, khu vực nút giao ngã tư Ghẽ tại km 40 cộng 240 quốc lộ 5. Điểm cuối nối với đường gom qua khu công nghiệp Tân Trường tại km 40 cộng 655 quốc lộ 5, chiều dài khoảng 419,5 m. Đoạn 2 có điểm đầu nối tiếp đường gom Tân Trường tương đương với km 41 cộng 815 quốc lộ 5. Điểm cuối kết nối với đường gom khu công nghiệp Tân Trường tương ứng với km 42 quốc lộ 5.
chiều dài đoạn tuyến khoảng 178,5m. Đoạn 3 có điểm đầu nối đường gom Tân Trường, tương ứng quốc lộ 5 tại km 42+142, điểm cuối kết nối đường gom qua Kho Bạc huyện Cẩm Giàng, tương ứng km 43+120 quốc lộ 5, chiều dài đoạn tuyến khoảng 985m. Đoạn 4 có điểm đầu giao với đường phố Nguyễn Danh Nho và đường gom qua Kho Bạc huyện Cẩm Giàng. Điểm cuối khu vực nút giao thị trấn Lai Cách, chiều dài đoạn tuyến khoảng 301,65m. Đường gom bên trái từ khu đô thị thương mại Lai Cách đến hết công ty Tây Cẩm Bình. Điểm đầu tuyến giao với đường phố Hòa Bình thuộc khu đô thị thương mại Lai Cách. Điểm cuối hết khu vực công ty Tây Cẩm Bình, chiều dài đoạn tuyến khoảng 593,5m. Tổng chiều dài các đoạn tuyến trên khoảng 2,48 km, xây dựng đường gom theo tiêu chuẩn tương đương đường cấp 4 đồng bằng, phù hợp với quy mô quy hoạch được duyệt. Dự án sử dụng khoảng 3,22 ha đất tại huyện Cẩm Giàng, dự kiến tổng mức đầu tư dự án hơn 345 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2024 đến năm 2026. Tại phiên họp nghe báo cáo đề xuất, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lê Ngọc Châu thống nhất chủ trương đầu tư dự án đường gom quốc lộ 5 qua huyện Cẩm Giàng. Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đề nghị các sở kế hoạch và đầu tư, giao thông vận tải và huyện Cẩm Giàng tiếp thu ý kiến của lãnh đạo UBND tỉnh, các sở ngành tại cuộc họp, tiếp tục rà soát tổng mức đầu tư, nhất là kinh phí giải phóng mặt bằng, dự trù nếu kinh phí phát sinh vẫn nằm trong dự phòng. Giao văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện dự thảo để báo cáo Ban Cán sự Đảng trình Ban Thường vụ tỉnh ủy. Tập đoàn FLC vừa có văn bản gửi tỉnh Quảng Trị xin nghiên cứu quần thể sân cốp 36 lỗ tiêu chuẩn quốc tế, trung tâm hội nghị vui chơi giải trí cao cấp khoảng 700 ha, tổng mức đầu tư 20.000 tỷ đồng. Ngày 9 tháng 10, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị cho hay đã nhận được văn bản đề nghị cho phép nghiên cứu các dự án trên địa bàn của công ty cổ phần tập đoàn FLC. Văn bản do Tổng Giám đốc Lê Tiến Dũng ký gửi Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh Quảng Trị. Trên cơ sở, Quảng Trị đang lập quy hoạch chung xây dựng khu vực ven biển tỉnh Quảng Trị đến năm 2045. Với mong muốn góp phần phát triển kinh tế du lịch cho tỉnh, FLC đề xuất nghiên cứu ý tưởng quy hoạch và đầu tư quần thể sân khốp, trung tâm hội nghị, du lịch, nghỉ dưỡng, biệt thự nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí cao cấp, quy mô khoảng 700 ha. Quần thể này có các hạng mục chính như sân khốp 36 lỗ tiêu chuẩn quốc tế, trung tâm hội nghị, biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp với tổng mức đầu tư khoảng 20.000 tỷ đồng tại xã Trung Giang, huyện Gio Linh. Đơn vị cam kết phối hợp chặt chẽ với cơ quan, các sở ngành triển khai nghiên cứu và lập quy hoạch khoa học, bài bản và hiệu quả. Theo quy trình, tỉnh Quảng Trị sẽ gửi các sở ngành liên quan tham mưu trước khi trả lời nhà đầu tư. Trước đây, tập đoàn FLC cũng đã thực hiện hai quy hoạch khu đô thị mới và khu dịch vụ thể thao tại huyện Gio Linh. Năm 2018, tỉnh Quảng Trị phê duyệt dự án vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao FAM Quảng Trị do FLC làm chủ đầu tư. Đến nay, dự án chậm tiến độ hơn 5 năm so với tiến độ phê duyệt lần đầu. Trong văn bản gửi đến tỉnh Quảng Trị, đơn vị này giới thiệu là tập đoàn kinh tế tư nhân thành lập năm 2011, hoạt động kinh doanh đa ngành nghề. Trong đó, lĩnh vực cốt lõi là đầu tư phát triển các dự án bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng và sân gốc đẳng cấp quốc tế. Uy tín và thương hiệu của tập đoàn FLC gắn với việc hoàn thành đưa vào vận hành nhiều khu du lịch nghỉ dưỡng, sân gốc quy mô lớn tại nhiều địa phương như Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Bình Định, Thanh Hóa. Cầu bến mới nằm trên tuyến quốc lộ 38B theo quy hoạch mạng lưới đường bộ và quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và thuộc dự án cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ giai đoạn 1. Cầu bến mới dài hơn 648 m, quy mô 2 làn xe cơ giới, đường dẫn hai đầu cầu rộng 9 m dài 0,9 km phía Nam Định và hơn 1,6 km phía Ninh Bình, nối hai huyện Ý Yên tỉnh Nam Định và huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình, có giá trị gần 361 tỷ đồng. Thời gian thi công 24 tháng, đơn vị thi công dự kiến hoàn thành thi công trong tháng 10 năm 2024. Hiện tại, để kết nối giao thông từ quốc lộ 38B tới cầu bến mới và đường dẫn lên cầu bên phía tỉnh Nam Định đang đi theo tuyến đường tỉnh 485 do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nam Định được giao quản lý.
Để thuận tiện cho việc kết nối giao thông với tuyến dẫn hiện hữu, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định vừa có văn bản đề nghị Bộ Giao thông Vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam giao Sở Giao thông Vận tải Nam Định quản lý, bảo trì cầu bến mới và đường dẫn lên cầu bên phía tỉnh Nam Định. Sau khi tiếp nhận bàn giao, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nam Định có trách nhiệm thực hiện rà soát và triển khai các thủ tục đề nghị điều chỉnh đối với các đoạn tuyến DT485 và quốc lộ 38B đảm bảo đúng theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để đảm bảo kịp thời có đơn vị quản lý, bảo trì và đảm bảo an toàn giao thông, an toàn công trình cầu, đường dẫn ngay sau khi hoàn thành công trình và khi đưa vào khai thác sử dụng. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.